dụng kỹ thuật tạo rải màu đậm nhạt sáng tối thì mình sẽ vẽ tô màu hình cái lá sen, bắt đầu từ màu đậm nhất, màu xanh rêu 544. Từ gốc màu này chừa ra các đường gân, vì đường gân lá bao giờ nó cũng nhạt hơn là trong lòng của cái lá. Tiếp theo là dùng màu xanh lá cây 546. Tô tiếp vào cái mảng này. Vẫn chừa ra các đường gân lá. Tiếp theo là màu 549, màu xanh lá cây nhạt hơn. Lại tiếp tục tô nối tiếp vào những phần này và chừa ra phần gân lá. Và không tô hết đến mép. Mép lá thì nó sẽ dùng cái màu xanh cốm, là màu nhạt nhất trong giải tông màu xanh lá. Đấy, tô như thế này để cho màu nó chuyển tự nhiên. Phần lá bên ngoài này bắt sáng nên sẽ tô nhẹ nhàng, tô phớt phớt. Xen kẽ giữa các đường gân lá. Rồi, cuối cùng cái phần này sẽ cho cái màu xanh cốm nhạt nhất vào. Màu xanh cốm 550. Và tô cái phần viền. Rồi sau khi tô thì màu sẽ như thế này. Và đây thì cho cái màu này vào một chút. Một chút. Đấy, phần gân lá thì cứ để. Phần gốc này cũng tô cái màu xanh cốm này. Phần trên này thì để nguyên. Đó. Cuối cùng là dặm thêm màu đen vào cái lòng, trong lòng lá này để tạo chiều sâu. Cái phần này là cái phần võng xuống bị hõm. Trong lòng lá thì bao giờ nó ít bắt sáng hơn, ánh sáng không chiếu tới được. Cho nên là màu nó sẽ đậm hơn. Võng xuống thế thì nhìn mình sẽ cảm giác đậm nhạt sáng tối. Mình biết ngay à, đây là cái lòng lá. Tất cả đều là do cách sử dụng màu đậm, màu nhạt rồi chuyển từ tối sang sáng như thế nào thôi. Thế là đã xong cái lá. Ha ha ha, buồn sắc mô đi xô ha ha.